Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2023, em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0386865005. Hôm nay thì em có một ít hàng vườn muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị đây. Đó, khá là nhiều loại nha. Ở đây em có hai đơn quả vàng cam hàng rời. Vàng cam vừa mới bóc rừng nha. Một đơn thì nó khá là nhiều cây, về mình trồng một giỏ cứng luôn. Đơn số 1 120.000 đơn số 1 này. Đơn số 2 cũng có khá là nhiều cây, ở đây có cả cây mẹ con, cây ấy luôn nha. Rồi mã số 2 cũng 120.000 cho mã số 2. Cây cũng chung, nói chung là ok, tầm này về ghép là rất là đẹp rồi. 120.000 mã số 2. Mã số 3, em có một giọt trầm, trầm tím nha, cô chú anh chị nha. Trầm tím có khá là nhiều cây ở trên thân. Đấy, khá là nhiều kia ở trên thân, về cô chú anh chị mình có thể tách ra để trồng. Trầm tím 100.000 cho một chậu mã số 3. Mã số 4 là chuỗi ngọc hoàng thảo chuỗi ngọc này, hoàng thảo chuỗi ngọc mã số 4 rất là nhiều kia, rất là nhiều mầm. Cũng 100.000 mã số 4. Mã số 5 là đùi gà tròn. Đùi gà tròn mã số 5, thân mập mạp khỏe mạnh và đang rất là nhiều mầm. Thân khá là dài, dài tầm 60 thôi. Đấy. Mã này là 130.000. Mã số 5. Mã số 6, em có một giò sơn thủy tiên. Mã số 6. Đấy, dễ đi rất là khỏe luôn. Dễ đi rất là khỏe luôn nha. Có là nhiều thân. Giò này em bán 120.000 mã số 6. Mã số 7 là một mã kiều. Kiều này kiều môi tua. Đó. Trồng nan, trồng khá lớn. Chậu này 100.000, mã số 7 này. Mã số 8 là quế trắng tháng 8. Các bác nhìn cái bộ rễ của quế trắng tháng 8 này. Đó, rất là nhiều nhá. Và đây, cây này thì đang nụ này. Có một cây thì đang nụ, cây lớn nhất là đang nụ nhá. Cây... Rồi mã này đang có một nụ nhá. Các bác nhá, mã này đang có một nụ này. Mã này bán 130.000. Mã số 8 em trồng bằng cái cục lũa căm xe nhá. Mã số 9 cũng là một chậu, một mã quế. Quế này. Mã số 9 thì có hai cây. À đây. Hai cây này thì đang có nụ hết nha. Cây trên đang có nụ này, cây bên dưới cũng đang có nụ luôn. Nụ cây bên dưới thì khá là dài rồi. Mã này 100.000. Mã số 10. Mã 11 cũng là quế trắng tháng 8. Một hai cây đang có nụ này, một nụ này và hai nụ nha. Mã này cũng 100.000 cho mã 11. Mã 12 cũng là quế và nó đang có nụ. Đó, em trồng theo cái thế thác đổ, một mẹ một con này, cây đang phát nha. Rồi mã này cũng 100.000, mã 12. Mã 13 cũng là quế trắng tháng 8 luôn, vòi bông rất là khỏe luôn này. Và bông rất là khỏe, mã này 120.000 cho mã 12. Nói chung em bán vậy là gọi lời mỗi tình cảm. Quá trời là rẻ luôn, đúng không ạ? Có 100, 120, trăm mấy ngàn cái giỏ thuần. Quá là rẻ. Rồi tiếp theo nhà em vẫn sẵn cái phân dê. Phân dê túi như vậy là 35.000 cho một túi này. 35.000 cho một ký. Một ký nó sẽ tương đương tầm 16-17 túi nha. 35.000 cho một ký và em bao cước từ 5 ký. Tiếp theo là cái giá thể trồng lan. Em băm gỗ căm xe, lõi căm xe nha. Em bán là 15.000 cho một ký và mua 10 ký tặng một ký bao cước nha. Gáo dừa. Gáo dừa nha, gáo dừa tích hợp trồng cho tất cả các loại lan luôn. Gáo dừa em bán là 15.000 cho một cái gáo dừa. 15.000 cho một cái gáo dừa. Mình có thể lấy kẹp với những cái thứ khác nha. Rồi ok, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ.